em ơi chiều đây 100%. Chăm em ơi chiều đây 100%. Yêu anh ơi giờ đây đã con trai rồi. Nào đâu nào biết tao tâm từ đời linh. Nào anh nào nào mối khi ta hẹn nhau với em làm tình. Xin em nhớ cho rằng chuyện linh biết trước từ đầu. Mà dẫu linh hay ra tình nhân, mãi mãi chỉ yêu và yêu một người, một người mà thôi. Và yêu cho em đó. Chăm em ơi chiều đây 100%. Chăm em ơi chiều đây 100%. Yêu em ơi giờ đây là lúc thu mình. Đừng em mà nhớ xin em đừng hờn dỗi. Nay không em thấy yêu em hơn, cớ sao em buồn? Và bây giờ liên tục chương trình xin mời giọng ca của anh Chi ạ.